Media địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm khả năng xem phim HD 3D trên cái con Bobcom House V10, là một trong những dòng đầu phát mới nhất mà Bobcom House tung ra thị trường. Thì đây là cái giao diện home screen quen thuộc của cái con Bobcom House V10. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành duyệt phim từ cái ổ cứng gắn ngoài không phải cổng USB 2.0. Thì trên con Bobcom House V10 này nó không trang bị cái cổng USB 3.0, cho nên cái việc nhiệt phim trải nghiệm để xem coi nó có được mượt mà hay không. Và thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhiệt những cái bộ phim HD trước. Đây mình chọn một bộ phim có dung lượng vừa thôi, tản nghi trước. Thì trên cái remote bạn có những cái nút để gọi nhanh những cái thanh menu để tùy chỉnh phụ đề, cũng như là chọn những cái scene xem một cách thích hợp hơn, cũng như là tùy chỉnh cái kênh audio ở đây, đó, kênh tiếng ở đây. Rất là trực quan và dễ dàng sử dụng. Đó, thì bạn có thể chọn cái phụ đề mặc định của phim cũng như là cái phụ đề từ cái ổ cứng gắn ngoài, nơi lưu trữ cái phụ đề ngoài của bạn. Thì khi mình chuyển đổi phụ đề thì nó sẽ hơi bị giật một tí. Đó. His father was Zeus. He is Zeus, king of the gods. Thì với cái con chip Sigma được trang bị bên trong thì cái chất lượng hình ảnh khi xem phim từ cái chiếc đồ phát Bobcom House V10 này rất là chất lượng. Hình ảnh sắc nét, màu sắc rất là sống động và trung thực. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở một bộ phim khác với dung lượng cao hơn, gần 30GB. Đó, thì nó tự động resume lại cái khúc mình đã coi lần trước. Thì mình sẽ tiến hành tour trên cái bộ phim này. Thì quá trình tour thì nó cũng không, khi mà play ngay thì nó cũng không play tức thì, mà nó còn phải đợi một tí. Thì cái dung lượng của phim này gần 30GB. Nếu xét về cái chất lượng hình ảnh cũng như là màu sắc của video của phim thì trên cái con Bobcom House V10 này rất là chất lượng. Thì đó là lý do tại sao cái giá thành của cái con Bobcom House V10 lại cao hơn hẳn so với những cái dòng đồ phát Android khác, bởi vì cái con chip Sigma được trang bị ở bên trong, giúp cho cái chất lượng hình ảnh cũng như là màu sắc của những cái bộ phim trở nên trung thực và sống động hơn.